Hình Hằng tung ảnh váy cưới trước hôn lễ, cộng đồng mạng tá hỏa người kề cạnh không phải chú rể nhạc trưởng. Hôn lễ của siêu mẫu Thanh Hằng là một trong những sự kiện đang được mong chờ nhất tháng 10. Mới đây, nữ siêu mẫu đã khoe ảnh diện váy cưới trắng tuyệt đẹp, nhưng điều dân tình chú ý là chú rể đứng cạnh không phải nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Còn chưa đầy 10 ngày nữa, đám cưới của siêu mẫu Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh sẽ diễn ra. Thiệp cưới đã rục rịch được gửi đến những bạn bè đồng nghiệp thân thiết. Cô dâu tháng 10 mới đây cũng tung ra hình ảnh mặc váy cưới chính thức đầu tiên để chuẩn bị chào đón ngày trọng đại. Mới đây, Thanh Hằng hé lộ gồm loạt ảnh bên năm chú rể Mai Ngô, Kim Phương, Ngọc Ánh, Hồng Hạnh, Tường Vân. Đây là những học trò của nữ siêu mẫu trong một chương trình thực tế. Có lẽ dàn học trò này cũng xuất hiện trong ngày trọng đại của Thanh Hằng với một vai trò đặc biệt. Các học trò của Thanh Hằng xuất hiện cực ngầu với bộ vest mạnh mẽ, khí chất. Nhìn các set trên cực hợp với khí chất của chị đại Thanh Hằng, nữ siêu mẫu viết: "Ai xứng bằng tôi có năm chú rể." Tuy nhiên, Bùi Lý Thiên Hương lại vắng mặt, dù cũng là thành viên team Thanh Hằng trong The New Mentor. Điều này khiến nhiều người thắc mắc. Trước đó, Bùi Lý Thiên Hương bị loại ngay tập đầu tiên của chương trình về người mẫu này, nhưng cô vừa được cứu vào đêm chung kết nhờ có lượng bình chọn cao nhất từ khán giả. Trong khi đó, team Thanh Hằng có hai thí sinh vào chung kết nhờ trải qua tất cả các thử thách là Mai Ngô và Kim Phương. Trong bức hình, siêu mẫu Thanh Hằng gây ấn tượng khi nở nụ cười rạng rỡ trong bộ váy cô dâu quyến rũ. Chân dài sinh năm 1983, chọn kiểu váy đuôi cá ôm sát cơ thể với thiết kế hiện đại, khoe chọn được lợi thế hình thể. Cư dân mạng liền dần dần cho rằng đây là khoảnh khắc Thanh Hằng đang chụp ảnh cưới và được dàn học trò đến chia vui. Trong khi đó, hình ảnh khán giả mong đợi là Thanh Hằng bên chú rể, nhạc trưởng vẫn chưa được hé lộ. Dưới phần bình luận, đông đảo bạn bè và cư dân mạng đã gửi lời chúc mừng tới Thanh Hằng. Nhất cô rồi, chúc mừng hạnh phúc chị nha, hạnh phúc từng giây từng phút. Cô dâu cháy quá. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đăng tải, bức hình của nữ siêu mẫu đã thu về hàng chục nghìn tương tác trên mạng xã hội. Sau thời gian dài yêu nhau, Thanh Hằng và bạn trai quyết định về chung một nhà bằng một đám cưới hứa hẹn đầy ngọt ngào. Được biết, đám cưới Thanh Hằng sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 10 năm 2023 tới đây. Theo đó, hôn lễ của Thanh Hằng sẽ bắt đầu đón khách vào lúc 18 giờ, làm lễ vào lúc 19 giờ và vào tiệc tối vào lúc 19 giờ 30. Các khách mời mặc dress code theo gam màu trắng, đen và pastel. Đáng chú ý trong thiệp mời là phải xác nhận tham dự trước ngày 18 tháng 10, tức trước 4 ngày diễn ra đám cưới. Đám cưới của Thanh Hằng được tổ chức riêng tư, có sự góp mặt của hai bên gia đình cùng bạn bè thân thiết. Những người đầu tiên xác nhận đã nhận được thiệp mời cưới từ nàng siêu mẫu có thể kể đến như nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn và bạn đời Sơn Đoàn, ca sĩ Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 Hương Giang, siêu mẫu Lan Khuê. Một số khách mời đình đám khác cũng sẽ đến dự hôn lễ này như Hồ Ngọc Hà, Kim Lý, Tăng Thanh Hà, Hà Anh Tuấn, vợ chồng diễn viên Bình Minh, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, siêu mẫu Xuân Lan. Vị hôn phu của Thanh Hằng là Trần Nhật Minh, sinh năm 1981, là một nhạc trưởng. Anh Nhật Minh từng du học tại Magnitogorsk, Liên bang Nga và tốt nghiệp thạc sĩ tại Nhạc viện Tchaikovsky Moscow, chuyên ngành chỉ huy hợp xướng năm 2007. Năm 2004, Trần Nhật Minh đoạt giải nhì cuộc thi quốc tế dành cho chỉ huy trẻ tại thành phố Vladivostok, giải khuyến khích cuộc thi chỉ huy hợp xướng chuyên nghiệp toàn Nga lần năm. Hiện tại, anh Trần Nhật Minh đang là chỉ huy dàn nhạc tại nhà hát sao hưởng, nhà vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh. Anh từng chỉ đạo âm nhạc cho nhiều dự án âm nhạc nổi tiếng của nghệ sĩ Việt như Hà Anh Tuấn, Lệ Quyên, Thanh Thảo. Mới đây, vào tháng 7 năm 2023, nhà trưởng Trần Nhật Minh đã chỉ huy dàn nhạc Thính phòng Hà Nội trong đại tiệc âm nhạc mang đậm dấu ấn lịch sử nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-Italia tại Roma.